Bất kể ngày hay đêm, khi người dân khu vực Đồng 4 thuộc ấp 5, xã Mã Đa, huyện Vĩnh Cửu báo tin hết nước sử dụng thì sẽ có người chở nước sạch đến phục vụ hàng ngày hoàn toàn miễn phí cho bà con. Chương trình tiếp nước cứu khát cho dân trong rừng sâu vào mùa khô đã được chính quyền địa phương triển khai 2 năm nay. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Thế nhưng ông Tình, ngụ ấp 5, xã Mã Đa, huyện Vĩnh Cửu vẫn tranh thủ đánh chiếc xe máy cày của gia đình đi lấy nước vào bồn. Sau đó, ông tiếp tục chở chiếc bồn đầy nước này vào cho các hộ dân tại khu vực Đồng 4 để bà con sử dụng. Ông Tình đã tình nguyện tham gia công việc này ngay từ những ngày đầu có chương trình tiếp nước cứu khát cho người dân khu vực Đồng 4. Tôi cũng là người dân ở ấp 5. Công việc của tôi là cũng tham gia bên chăm sóc cây gỗ bên bảo tồn rồi chăm sóc phòng chống cháy. Khi mà bà con báo hết nước thì tôi đi sắp xếp tôi cái buổi sáng hoặc là buổi chiều để cho có nước để phục vụ cho bà con mình xài. Có cái bồn nước này á thì xài dân tụi em cũng mừng, rất là mừng có nước sinh hoạt hàng ngày, tắm giặt không có nước. Những năm gần đây, dòng suối đi qua khu vực Đồng 4 thường xuyên khô cạn nước vào mùa nắng nóng. Bên cạnh đó, hai cái giếng khoan trên địa bàn cũng không đủ nước để cung cấp cho người dân sử dụng sinh hoạt. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô ngày càng trở nên trầm trọng. Với cương vị là trưởng ấp, ông Điền thường xuống địa bàn để tìm hiểu đời sống cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ông sớm báo cáo thực trạng cũng như đề xuất phương án hỗ trợ nước sạch lên cấp trên. Nhờ đó, chương trình tiếp nước cứu khát cho dân trong rừng sâu vào mùa khô đã được triển khai 2 năm nay. Chung là cái khó của bà con thì mình cứ giúp cho bà con trước. Cái khó nhất là cái thiếu nước trầm trọng thì về cái phương án này thì do đồng chí Trần Đức Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đề xuất lên thì cũng tham khảo ý kiến của bà con trước nữa. Cũng được bà con đồng tình. Năm 2023 thì Ủy ban huyện cũng là tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho bà con để có nước, thì trong đó là hỗ trợ cho một số cái giếng ở trong đó, khu vực trong đó là có giếng sẵn, có giếng hàng trước giờ thì bơm nước lên bồn để cho bà con xung quanh đó tới lấy. Và còn một số bà con ở xa hơn đó thì chúng tôi mượn những cái tẹt mà phòng cháy chữa cháy của khu bảo tồn, chúng tôi bơm nước lên đó. Rồi chúng tôi kéo đi một ngày, chúng tôi đoạn từng đoạn sáng tôi bỏ cái bài tẹt ở khu vực này, ta chiều để khu vực khác. Thì một ngày chúng tôi kéo từ ít nhất là 2 tẹt hoặc là 4 tẹt để cho bà con người ta lấy nước sử dụng. Rồi thì năm nay cũng vậy. Hiện khu vực Đồng 4 có khoảng 200 hộ dân với trên 900 nhân khẩu sinh sống trong vùng lõi của rừng đặc dụng do khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai quản lý. Nơi đây nằm trong dự án di dời dân ra khỏi rừng. Trong thời gian chờ đợi di dời, đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chương trình tiếp nước cứu khát cho người dân khu vực Đồng 4 chỉ là giải pháp tạm thời nhằm giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Còn về lâu dài, nguyện vọng của người dân là muốn dự án di dời dân ra khỏi rừng và bố trí tái định cư sớm được triển khai thực hiện để bà con có cuộc sống đảm bảo hơn.